Xin chào cả anh em nhá, quay trở lại với những mẫu xe siêu lướt của Thành Long Auto nhá. Hôm nay giới thiệu với các bạn một chiếc xe Mazda 3 sản xuất 2018 phiên bản facelift màu trắng nội thất đen. Đây là một trong những mẫu xe mà bán chạy nhất phân khúc hạng C. Cái mẫu mới ra của Mazda 3 2019-20 thì nó cũng có giá là khá là chát. Cho nên là những cái mẫu xe mà đời 18 như chiếc Mazda 3 này thì có rất là nhiều anh em tìm kiếm. Đấy, chiếc này là sản xuất 2018 anh em nhé, biển thành phố. Trước đây lăn bánh hoàn thiện vào cũng phải tầm 760-770. Hiện nay mình đang chào bán mức giá hết sức hợp lý thôi, 729 triệu đồng. Đấy, trước này biển thành phố thì ra xa, khi mà chúng ta ra tên thì không mất tiền biển. Đấy. Chúng ta cùng trải nghiệm qua cái nội thất của xe nhá. Mazda 3 đi máy động cơ 1.5. Xe đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Option thì rất là đẹp. Phiên bản facelift thì nó có thêm phanh gai điện tử anh em ạ. Đèn nó thiết kế khác. Đây là phần nội thất của xe này. Mazda 3 thiết kế rất là đẹp. Nội thất toàn bộ là màu đen hết nhá. Đấy, pha những cái viền mạ chrome sáng bóng để tạo nên những điểm nhấn cho xe. Gương cập điện tự động hết. Cũng có cân bằng điện tử, chế độ i-stop, ngắt dừng động cơ. Có cả cruise control nhá. Chúng ta cùng bước vào trong nội thất của xe. Chiếc xe lăn bánh 29.000 km, sản xuất 2018. Màn hình cũng được tích hợp rất là nhiều những cái option, những cái chức năng. Chúng ta xem cái cụm điều khiển trung tâm. Đây là cụm cần số của xe này. Đây là cụm điều khiển trung tâm này. Có cái gì đấy nó thiết kế xu hướng rất là sang trọng, giống như BMW vậy đấy. Hay là Audi vậy. Điều hòa tự động anh em nhá. Đấy, trên vô lăng thì nó có một số phím như phím cruise control này. Đấy, bên này có các cái chế độ chuyển bài hát này, thông tin trên xe này. Đèn tự động anh em nhá. Bản đời 18 này thì nó có đèn tự động này, gạt mưa tự động. Đấy. Có lưỡi chuyển số trên vô lăng thể thao luôn. Đối với những chiếc xe sản xuất 2018 đời cao này thì Thành Long Auto sẽ hỗ trợ cho các bạn trả góp nhé. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu mua xe mà chưa đủ tài chính thì chúng ta có thể là nghiên cứu sang cái phương án là mua xe trả góp. Mua xe trả góp thì hỗ trợ tối đa cho anh em được 75% giá trị xe, thời gian vay được 6 năm. Đấy, vừa rồi vừa chia sẻ cho anh em thông tin về một chiếc Mazda 3 biển thành phố, sản xuất 2018, bản 1.5, phiên bản facelift, có giá là 629 triệu đồng. Ra đấy thì mình có fix ra lộc một chút thôi. Đấy. Âm thanh của Mazda 3 thì nghe cũng rất là sâu, cũng là những loa từ nhà máy thôi, nhưng mà tuy nhiên thì mình trải nghiệm qua nhiều đời Mazda 3 rồi, chung là nghe nhạc của Mazda 3 cũng rất là ok. Đấy, không hề có tiếng rè, nghe rất là chắc và có âm thanh rất là sâu. Chúng ta có thể thấy khác biệt luôn này, cụm phanh tay điện tử này. Đấy, cụm phanh tay điện tử đối với phiên bản đầu 17 hay là từ 17 hất về thì lại chưa có phanh tay điện tử, chúng ta dùng phanh tay cơ. Vừa rồi là chia sẻ của mình về chiếc xe này nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Quý vị hãy like, share, ủng hộ cho Thành Long Auto nhá. Chúng tôi liên tục về những mẫu xe siêu lướt khác để phục vụ quý khách. Chúng ta có thể đến cơ sở của chúng tôi tại số 6 Nguyễn Văn Cừ. Địa chỉ là số 6 Nguyễn Văn Cừ, còn số điện thoại của tôi là 0911732888. Tôi là giám đốc bán hàng và quản lý tại Thành Long Auto luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Hẹn anh em ở những chiếc xe siêu lướt khác. Xin trân trọng cảm ơn.